cao tới chiều. Cây cao luôn, cây sống lên rất là cao luôn. Ở trên ta gào lại không cho tắm bên đây nữa rồi, chỉ có một số bạn ra đây để chụp ảnh thôi, tại vì bên đây có sóng á, sóng biển thì đẹp hơn nhiều, rất là đông nè. Chỗ đây là hiện tại là không thể tắm được nữa luôn rồi. Clip tiếp theo thì Cao Tùng Vlog sẽ tiếp tục cập nhật tình hình ở bãi sau nha. Xem ngày mùng 7 lượng du khách còn đông hay không nha. Hiện tại mình thấy cũng còn rất là đông luôn á. Du khách vào buổi chiều, giờ này là khoảng tầm gần 6 giờ chiều nha. Mình sẽ tiếp tục cập nhật dài ra hết khu vực bãi sau rồi luôn. Cô chú anh chị nào mà chưa có ấn đăng ký kênh cho Cao Tùng Vlog thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Mọi clip chia sẻ cái lớp của tôi lắm nha. Chỗ còn cứ ngắt luôn mà. Này đông quá đông rồi. Đổ rồi tắm. Quá vui rồi. Rồi bác sĩ quay rớt luôn rồi kìa, chói rồi kìa. Trời đắp cát luôn. Đắp cát hả anh trai? Làm sao? Ở bách si nè. Bách si hả vậy? Thôi cho lụm luôn đi. Lụm đại đi. Cho lụm đại đi. Hai chỗ cát gì dơ hẹp luôn rồi. Sống rồi, buổi chiều này sống quá sống luôn rồi. Cao Tùng Vlog. Dạ, Vlog hả? Đúng rồi. Cái này là đẹp đẹp Vlog. Đẹp Vlog hả? Cái Tú Sensei. Tú Sensei hả? Đúng rồi, đúng rồi. Sensei là máy phải không? Dạ. Fan đi chơi hả? Vâng, vâng. Đi lịch mấy ngày mới vậy? Đi 8 ngày anh. 8 ngày hả? Dạ. Rồi trời. Anh quay cái này, cái nào mới ra nữa. Chắc là mai mốt vậy đang. Bây giờ ra liền không thì em lên. Follow cho anh luôn. Rồi, follow, nhớ follow anh nha. Cao Tùng Vlog. Cao Tùng. Cao Tùng. Cao Tùng. Bao nhiêu suốt rồi anh? Anh mới tắm mấy ngàn à? Đèn đèn vlog. Rồi ok anh em. Ok anh. Chơi vẻ nha. Tết ghế nhà chơi nha anh. Mấy em nhỏ đi. Tắm rồi. Mình đang bươi bóc cái gì dữ vậy tại? Bóc cái gì em trai? Móc lý lẽ trời. Anh móc lý lẽ nhưng mà không biết móc cái gì kìa. Đó, nước quá luôn rồi. Rồi hiện tại thì ở phía trên á, mấy chú cũng đang hú lý lẽ còi trên kìa.
hình như là có một số du khách người ta đi xa quá nên là mấy chú hú còi nha. Con bự có lỗ, ông nằm dưới luôn kìa. Bự ông nằm dưới luôn rồi. Thì có cái bãi ở bên kia nè, bên khu vực bên kia nước là mình ngồi trên đây không có được đâu. Trời ơi, nhỏ nó bông cát luôn rồi. Ôi chụp chú luôn hả, bông cát. Gác dơ quá giờ. Móc cái gì vậy? Đưa ly coi. Đào được gì vậy? Đào vàng hả vậy? Lên gì chung? Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog. Không có đông bằng bên kia đâu. Chỗ này là chiều cường dâng lên cao lắm nè. Đó, nước bên luôn kìa. Mấy em nhỏ đang đợi sóng vô. Chú Cao Tùng Vlog. Hết đẩy bàn được luôn rồi. Còn có một bãi nhỏ xíu ở đây à. Trời ơi, nguyên cái chuối luôn. Mấy này có nhiều bạn là nguyên một cái bộ đồ màu đỏ luôn á. Nước tràn vô tối trong luôn. Đó đây nè. Đóng. Ghê gớm không? Rồi. Ướt quần luôn. Hai trời con rồi. Ngồi dính lên anh chạy. Buông ra là trôi liền á. Buông ra là trôi ra ngoài liền á. Thank you.
Nó sâu quá sâu. Biết sao mình đi qua đó rồi nè. Ngay chỗ này là mấy cái đời sống vô rất là cao luôn, tầm mấy mét không á. Mình đứng ở đây cũng cẩn thận nha, sợ nhất là tình trạng là mình đứng nó dập vô á, nó trôi nè, thấy gì cũng nguy hiểm lắm chứ. Sợ nhất là trong đây là những cái vách đá con gái thì bị trôi luôn. Đó, mình lên trên mình quay xuống nè, sóng dữ dằn luôn hai bên nè. Rồi chiều cường này phải nói là nước dâng lên quá cao rồi, làm ảnh hưởng tới những cái bãi tắm nha, tắm tại sao không có được, nên là khi mà dồn xuống á là đông dữ lắm, đông luôn. Trời ơi, mình đi ngang đây mà nghe mấy em này la mình hết hồn, chưa tưởng đâu là cái gì không à, thành ra là dép trôi. Cho dép phải không, cho dép mình đây phía trên nè, ngay quảng trường giờ này đông quá đông rồi. Hôm nay ngày 17 nha, hôm nay là ngày mùng 7 Tết nha. Đây cập nhật cái chỗ này nè. Ôi ôi, cái bóng. Đây. Chỗ đây là nước nó dặn lên dữ dằn luôn nè. Đây có một cái nước ngọt. Đây gớm không? Trời ơi. Cảm giác ở đây cũng nguy hiểm quá ha. Đó, chơi gói rồi nè mẹ. Thôi. Đó, bạn đang đi xuống mà đi xuống không được luôn kìa. Mấy chó này cho tôi nước rồi nè, ở sao em chó rồi. Đó, rồi, sắp luôn rồi, ướt mình luôn. Ướt mình luôn rồi. Tôi cùng vlog là phải dầm nước để quay chia sẻ luôn á cô chú chị, ướt nhẹp luôn rồi. Nhưng mà cảm giác rất là vui nha, tuy là ướt mình nhưng mà mình thấy chia sẻ những hình ảnh này thì thấy rất là thú vị và vui nữa.
hiện tại thì ngay cái điểm mà khu vực quảng trường nha, chỗ này là hiện tại là không có cho xuống đây tắm nữa rồi, đã gào lại luôn rồi. Hôm nay là ngày mùng 7 Tết nha, ngày này khoảng 6 giờ chiều đã gào luôn rồi, đây sóng lên rất là cao luôn. Thank you.
nước rút ở đây trơn rồi. Này hơn 6 giờ thì như là chiều cường nó bắt đầu hạ chút bớt rồi đó, mà xây lại á thì dễ hơn khi nửa tiếng một lần tiếng ngày nào cũng vậy. Có cái bãi đá này, bãi đá nguy hiểm nha, khi mình đi một chúng á đi qua khu vực này cũng nên cẩn thận. Khu vực này rác nhiều quá, khu vực này rác nhiều quá nhiều rồi. Thank you.
hình ở ngoài biển rộng vô á. Tình quá, chung là giờ này là mát trời, trời khách đông quá đông, còn ta chuẩn bị đi về rồi. Do giờ này cũng khá là tối rồi, có lẽ clip của Cao Tùng Vlog sẽ kết thúc tại đây nha. Chúc quý chú anh chị và các bạn có một kỳ nghỉ đầy ý nghĩa và vui vẻ nha, bên người thân và gia đình. Chúc mừng năm mới, một năm Giáp Thìn sẽ được nhiều may mắn nha. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Cô chú anh chị nhớ bấm đăng ký kênh, bình luận góp ý và chia sẻ clip cho Cao Tùng Vlog nha. Rồi bye bye và hẹn gặp lại.